Người đô nhiều, bởi mình làm lẩu, với lẩu có gỡ nhiều. Có cà gì ạ, cà mối, một số cà riêu ạ. Tàu mới nhau chuyển mấy con sản xuống hầm lạnh. Cá cả được mấy khay? Mình cái liều đó còn 6 khay à? Cá vật nhiều bây giờ đừng có đi qua. Qua ôi. Nhà mày ơi. Thôi, cho thôi, chiều mà lặn được lên nữa. Rồi, ba ngày mình làm. Thôi, chiều mà lặn được. Có mấy con cá dữ à? Dừa. Đây bà mình cho khai khai cá mối nữa. Cho khai ghè xuống luôn thôi. Ghè bày đắt hơn à. Đắt hơn ta hái. Đâu mày có dưa lên rồi. Bạn mê mình gỡ cá xuống cởi tí rồi sẽ đi lao kéo sóng lưới á. Sẽ bóc cá lên gặp lại một lần nữa. Ăn không? Giá sáu lại thì mọi người đang cơm mì tôm mọi người ạ. Đây là bạn Cương rồi, bạn Cương nó ăn mì tôm. Mấy con mực vừa quá rồi mọi người. Nước để thu mua Cương. Nước để thu mua đâu. Chú bảy đang làm cá mối chiều rán à? Cháu để hết mô. Cá mối chiều rán mà. Cháu đang tước. Tước rồi là lấy chỗ này. Đi đi không ăn đi ha. Giờ cần sửa đúng không? Tàu mình vừa mới chạy ngang qua cờ dừa. Một đường như vậy bởi mình qua một cờ dừa chừng 2 hải lý. 2 hải lý thì vào 1 giờ. Bây giờ mình sẽ vào làm gói mì tôm rồi đã cho mọi người để chống tới. Ông mình vừa mới kéo sóng lưới nhở. Tao và mình vừa mới kéo sóng lưới mọi người. Vừa mới kéo xong đường lưới thứ hai, vừa đây cũng được nhiều cá. Tính cả cả thì vừa đây chừng ở 10 khải, 15, 16 khải mọi người. Cà gì ạ? Và cà riêu cũng nhiều. Cà riêu một. Đây thì có một số cầm. Yeah.
rượu và ai bảo mình cũng được nhiều. Nhưng vài khái cả rượu. Không phải em có gì để thôi. Đấy, có một số cà lạc, cà gì đó. Đây, cá đầu tở. Còn cá này, cá mắt quỷ. Cá mồm rộng, ở quê bọn mình gọi thì cá mồm rộng. Gái đồ nhiều, bởi mình làm lẩu, hơi lẩu đồ nhiều, có cà xịa, cà mối, một số cà riêu bởi mình. Ở đây có một con cá giật điện nè mọi người, cá kích điện, có thể tạo ra dòng điện 220V. Nếu đang còn sống thì đụng vào nó giật tế người mọi người. Đây, có một số con công cụ. Chưa bốc ra hay không? Lá bữa ơi bởi mình chừng hơn 10 triệu. Được một thái cá đầu tỏi không? Hai thái cá gì ạ mọi người? Mấy la vừa mấy chục khải rồi. La vừa ai bọn mình tu tính gần vài chục triệu, hơn 10 triệu mà ạ. Cá siêu cá mối. Vừa được 3 khải cá mối không? 4 khải cá thực khải. Ở đây bọn mình được chân tắm đôi sám, tắm cặp ấy. Thế là hơn 10 con mọi người ạ. Tao mới nhau chuyển mấy con sám xuống hầm lạnh. Tám 4 tầm 4 tầm rưỡi nghìn một cặp mà ngạ.
Con này con sầm sánh à, 30.000 đồng một con. Tại chúng mình ở Vân Đồn nhưng mà đấy, nếu mà vào Vân Đồn Quảng Lĩnh thì mình bán được 50.000 đấy, 70.000 đồng một con. Còn loại đây thì 18. Còn này còn sầm cấy à, 48.000 đồng một con ạ. Sám thì mình bảo quản xuống hầm lạnh và ấp lại từng quả như thế này. Loại này thì nếu mà sống thì chừng được hơn 1 tháng mới sống tình cảm. Chọc tiên ạ. Như vậy hôm nay bọn mình cuối cùng cũng làm xong. Bây giờ mọi người vào tắm rửa. Chừng 3 giờ sáng thì bọn mình dậy của lưới. Của lưới. Của chừng 2 đến 3 hải lý mọi người. Đánh được ngoài. Hôm nay thì coi như bọn mình đánh cũng đạt. Đánh là hơn 10 triệu. Bây giờ mình sẽ nghỉ máy nha mọi người. Hy vọng với cái video này thì mọi người sẽ thấy hay và hiểu rõ hơn về cái cuộc sống dân biển của bọn mình. Hẹn gặp lại mọi người ở cái video mới và